Oklahoma, Rogan, Hello. Báo quay trở lại với trận đấu bản lề của set đấu thứ 3 rồi anh em ơi. Đây là một kèo đấu cung R đến từ hai game thủ. Khả năng set một bài đầu đánh cung R đến từ hai game thủ khi mà đây là bài Egypt cộng với đối đầu với AC. Cung rất tuyển của Măng cũng như là cung rất tuyển của Mệnh. Mình sẽ yếu hơn về hệ phát triển cũng như là hệ ép đời. Còn công nghệ thì sẽ hơn hẳn. Công nghệ sẽ hơn cung AC. Một tình huống câu voi cho game thủ Xi Măng. Những tình huống voi quay đầu là khá nguy hiểm. Ok, chào anh Cương, chào anh Thái Goodboy nhá, chào cả anh em nhá. Chào cả anh em nhá. Và sao lại Xi Măng thua nhỉ anh em? Chuẩn bị thắng đây anh em ơi, chuẩn bị thắng đây này. Thắng 2-1 làm cái 3-1 C3 cái. Hôm nay ta sẽ đánh 3C thôi. Vừa nãy vào C3 game thủ chốt là đánh nốt C này. Một bầy hươu 3 con nhỏ nhắn xinh xắn. Ép thêm 3 con hươu này và cộng với cái bãi quả bên trên. Làm một bài đầu cũng sẽ khỏe cho thủ Xi Măng. Somas, Almare, Yuri, Alamaz, Ibertani. Lare, Holmes, Oh, Donna, Yuri, Redkin. Vừa chạy qua bãi quả truy mệnh đúng không? Không kịp. Đúng rồi, bãi quả truy mệnh đây. Một bài cung thẳng của mệnh. Vâng, ý định công ca cho đối phương bất ngờ. Vâng, làm quả công ca cho đối phương bất ngờ. Rồi, có ca luôn, cho nó máu. Khá hay nhỉ. Bùm, rồi, 2 dân. Không được, 3 dân kìa. Mệnh không để ý rồi, làm quả 3 dân ngọt sớt. 4 dân, đúng rồi, hay quá nhỉ. Đang làm quả 4 dân ngọt sớt luôn. Mệnh đánh khá lãng mạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì công giờ đội bạn đã nở thì là rỉa rỉa a rỉa rỉa ơ. Ôi chạy đi luôn à? Hay này. Hay này. Chạy luôn đấy. Như vậy là 3 cung rờ thấy con ca chạy luôn. Dành cho mệnh. Hay rồi, có sóc cung rờ thì không anh ơi. Rồi họ đang cố gắng rỉa. Rồi chạy luôn. Ok đấy, chạy đây, chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Là 35/40 đến từ game thủ Xi Măng. Một bài đầu 2L đang vắt đều. Một bài 2L đang vắt đều khá đắt tươi rồi. Là 33. Bên kia những con cùng rời Syrian của game thủ Truy Mệnh như là không có giáp thì phải. Chúng ta đang nguyên ruộng. Đây cầu thiên xích. Cầu thiên xích. 1 cung giờ nằm xuống. Quá hay. Trận này thắng tươi rồi. Tỷ lệ thắng cao. Lạc Đà tầm này đang đông hơn cung rờ. Lạc Đà đang đông hơn cung rờ và những tình huống thả cung rờ đối phương chưa hiệu quả. Không biết là game thủ Truy Mệnh có ăn hoang được cái gì đấy hay không. Giày E không. Quyết định là không một tân giày E đến từ game thủ Xi Măng. Đoạn này tại sao không giày một tân E nhở. Đang chạy rồi. Truy Mệnh đang bị game thủ Xi Măng lùa rất rát. Và Mệnh đang cố gắng để với tình huống cấu rỉa của mình. Điều khô máu đến từ các game thủ trong tình huống này. Cả hai đang điều chém và điều cùng R với nhau rồi. Mệnh reset rồi. Tỷ số là 2-1.